Đó, đây nè, nguyên cái nóng hàng này là của Ngọc nè. Hello. Good, how are you? Good. Yeah. Đó, vô để lấy hàng bỏ vô nhà trước thì đi. Còn nữa, còn hàng tới nữa. Can you bring inside for me, my friend? Yeah. Thank you. Okay, cái này hay ghê luôn á. Đẩy lên vậy cái nó vô tới trong nhà. Let me, you want me open the door for you? Lên tới trong nhà luôn, khỏi cần rinh vô cái này tiện ghê. Oops. Đây Ngọc Vinh rinh vô nhà nè mọi người. Đây nè, sữa ông chú. Sữa ông chú về, hồi bữa là về là đợt là Ngọc bán hết rồi đó. Bây giờ sữa ông chú tôi tiếp tục về tiếp nè mọi người. Đó, sữa ông chú tôi đó. Bây giờ Ngọc phải bỏ vô ngăn đá. Rồi mọi người ai muốn uống sữa ông chú tôi liên hệ với Ngọc ở Mỹ nha. Còn bạn, còn đây là sữa ông chúa mà dạng bột, dạng khô này nè. Tại vì về Việt Nam mà không có nhập về được dạng tươi á, là Ngọc nhập cái dạng khô này về các bạn nè. Đó, nó giống vậy nè, giống như là sữa bột của nít vậy đó. Đó, Ngọc nhập về chỉ có 100 hộp thôi, nên là ai mua Việt Nam thì cứ liên hệ số điện thoại bảo chị Ngân với đây dùm cho Ngọc nha. Ở Việt Nam là 1.500.000 một hộp á. Đó. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay hai mẹ con sẽ vô đây đi shopping để coi gần lễ lọc đồ này kia có sale gì không cho cô chú cùng coi. Cô chú rất là thích những video clip mà xe, lấy cái xe lên đây. Những cái này mà để treo vô như trong nhà đồ kia rất là đẹp luôn nè. Đây là chỗ bán rồi, coi mấy cái áo Noel kìa. Áo Noel đẹp không? What? I can feel my face. Cái áo này cũng đẹp. Oh snap, cái áo này cũng đẹp. Trời ơi, đi mua đứa lấy kẹo có được không? Nè, con có muốn thử kẹo này không? Nè, mày nghĩ kẹo này ngon nè, hồi nào giờ chưa ăn kẹo này nè. Gần đây có mấy cái áo đẹp quá. Áo này đẹp nè. Trời, cái áo này các bạn đẹp ghê không? Mà các bạn thấy áo này rẻ lắm. Đâu có nhiêu tiền đâu. Coi nè, coi cái áo này nè. 1.800 đô là có nghĩa là mấy ta, 1.000 đô là 23 triệu, 800 đô nữa cho con chừng 40 mấy triệu đi. Mà giờ sale không 4.500, 4.500 đô là cả 100 triệu mà sale còn 40 mấy triệu ha. Rồi từ 40 mấy triệu sale xuống còn 20 mấy triệu. Áo này nè. Có 20 mấy triệu mà hiệu gì đây? Valentino của Ý. À, áo này gì đây? Để cho mọi người coi những cái áo mắc tiền nha. Áo này là 680 đô là cỡ hả? Áo vậy nè, đó, cái áo này là 680 đô là chở 20 triệu cái này đi ha. Chưa tới 20 triệu. 10 15 16 triệu mà giờ sale còn 300 đô là còn 6 7 triệu. Hiệu gì á? Ủa hiệu này hiệu gì vậy? Gucci. À, cái áo Gucci này mình thấy các bạn nhìn không có cái chữ Gucci, không có cái gì hết. Một cái áo trơn tru vậy thôi nè, chỉ có cái viền này nè, ai mà tin mắt dữ lắm mới biết cái hiệu này hiệu Gucci thôi. Là sale còn 300 đô cái này đó, có được đời không? 6 7 triệu bạc đó. Áo Burberry London, áo này size gì đây? Áo này là size size gì ta? Này là áo khoác mà áo bự quá. Áo này size gì bự lắm, size 50 vậy nè. 23 triệu mà sale còn 15 16 triệu. Cái này là gì đây? Cái này London cũng Burberry luôn hay gì? Mấy cái áo khoác Burberry về nhiều quá ha. Trời ơi, coi có đôi giày nè, có ai đời đi mang cái đôi giày kiểu này không? Rainbow đó con. Trời ơi. Này có người mẫu mang chứ mình sao mang. Wow, JD. JD look at this Gucci. Wow, JD cái đôi này đẹp quá JD. Cái đôi này sale còn 200 đô là 45 triệu nè, mà cái size của nó là size 30. Trời ơi. Chay tới đời thở nào chay, và chắc được phân nửa cái này. Chay, cái đôi này đẹp chay. Gucci đó, con nói đi, Gucci. Cái đôi này á, là còn 219 đô, là cái đôi này là còn 5 triệu nè. Này chắc chay mang dừa nè, mà cũng hơi chật nè. Đôi này đẹp nè, đôi này đây. Đôi này còn 700 đô luôn hả? Trời, sale gì ít vậy? Size này size của Ngọc luôn nè. Sale còn 700 đô. Không, 36, 36 là nhỏ hơn của Ngọc, là cỡ chừng 36,5, 37 á. Mang 36 thì nó hơi đau ngay chỗ này. Đó, sale còn sale rồi đấy nha, là còn 14 15 triệu. Chà, dạo này sát fit đồ dên về đồ hiệu đồ cũng nhiều quá ta. Trời ơi, trời đất ơi, có được đời nó không? Rồi nó bắt tôi đi dọn đó.
Trời đất ơi, con nghĩ sao mới đi mua hai đôi giày đó. À khoan khoan, để mày coi đôi giày này nhiêu đâu đây. Giày này nhiêu đâu? À cái giày này 1.200 là cỡ chừng 30 mấy triệu, mà sale còn 15-16 triệu gì đó. Lâu lâu về trời, áo Gucci nè. Ủa Gucci này mà sao còn có 335 đô, mà sao còn có 170 đô à. Này là của nam hay nữ đây? Không, các bạn nhìn cái áo này mình đâu có biết cái hiệu đâu đúng không các bạn? Nhiều lúc người ta mặc đồ hiệu mình không biết, nhưng mà đây nè, Gucci nè, Made in Italy nè, làm ở Ý nè. Là cái áo này là nói chung là 7-8 triệu, mà sao còn cỡ 2-3 triệu, 3-4 triệu gì đó. Wow, dạo này về nhiều hàng hiểu quá ha. Này áo này nè, áo này cũng Gucci nè, thấy không? Giá đâu rồi cho mọi người coi. Gần 600 đô, là 13 triệu á, mà sale còn 4-5 triệu. Oops, áo sweater này cũng vậy nè, thấy không? Nó đơn giản y như thường vậy, nó chỉ có cái mạc ở đây thôi, là 1.000 đô cái áo này, thấy ghê không? 23 triệu cái áo này đó, 23 triệu cái áo này mà sale còn như đâu quên này, 23 triệu mà sale còn 8-9 triệu, thấy ghê không? Toàn là đồ dưới không á. Cashmere là mấy cái giải này, nói chung là mấy cái giải này là giải ngon không, giải tốt không mà. Cái áo này cũng 1.000 đô một cái nè, 23 triệu một cái nè. Ngọc nói tiếng Việt, tiền Việt cho mấy bạn cũng biết. Sale còn á hả, 7-8 triệu. Trời, chị chay, chị bỏ mấy cái đồ lại đó, bớt giùm em đi chị chay à. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa không? Cái áo Dior à, cái áo Dior này nè, thời trang fashion nè, Dior này nhiêu đây? 3.000 đô cái áo này, trời đất ơi trời. Áo 3.000 đô có được không? 3.000 đô là cỡ 70 triệu không? Đó, sale còn 780 đô là còn 10 mấy triệu. Thấy ghê, trống dáng không các bạn? Đồ hiệu đó, thế giới đồ hiệu đó. À, áo này nhiêu đây? Áo này 2.000 đô, sale còn 1.000 đô. Áo khoác của Burberry. À, cái này cũng Burberry luôn nè, kiểu mới đó. Áo này như đây. Áo này 420 mà còn 270 hả? Áo này size gì đây? Cái này bự quá. Mấy cái áo Gucci dạo này thiết kế mấy cái áo mà. Trời, có cái quần nè. Cái quần này như đây, cái quần này là 630 đô mà sale còn 500 đô. Là còn 12-13 triệu một cái đó các bạn. Áo cũng Burberry luôn nè. Áo này size gì ta? Size gì đây? Size 6 à, Ngọc này size 4. Size 6 hơi bự á. À, cái này cũng Gucci nữa nè. Thấy không? Này là nhiêu đây? Này size 6 luôn nè, 650 đô, sale còn 350, sale phân nửa luôn á. Còn quần, trời ơi, cái quần Versace nè, giữ chưa? Trời ơi, cái quần này chắc cũng mắc lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha các bạn, quần này mắc lắm á. Thấy chưa, quần này 1.500 đô, sale còn 700 đô là còn 10 mấy triệu nè. Cái gì chị hai? Chị hai, bỏ mấy đôi giày này lại, bỏ mấy đôi giày này lên mẹ mang, không có vừa, con bỏ lên lại giùm cho mẹ đi. Ok, giỏi, bỏ từng chiếc bỏ lên kia. Bỏ này nè con. Giày này mà cái chân chay mà lớn lên mà mang là đẹp lắm á, chứ không phải giỡn đâu nha. Mà không biết nó có đau ngay chỗ này không à. Mà sale vậy thì cũng 300-310, mà sale còn 200 thì nó cũng không có nhiều gì mấy, nhưng mà mang cái kiểu này nhìn mang vô mặt cái đầm á sang lắm. Nhưng mà Ngọc sợ nó đau ngay chân ngay chỗ này nè. Mấy cái đôi giày hiệu mắc tiền vậy chứ đau, mang đau chân dữ lắm, chứ không phải mắc tiền mà không đau chân đâu. Này của nam nè. Cái coi này còn bao nhiêu? 500 đô, 800 đô mà sale còn 500 đô. Giày này mà có 3 chân 37.5. Này là mấy đây? Này số có số 5 mà. Đây nè, đây là mấy cái đồ của con nít nha, của con nít mà áo khoác của con nít mà hiệu Gucci nè, có giá nè. 570 đô sale còn 450, là cỡ chừng 10 triệu cái áo khoác này nè. Ừ, cái đầm này nè, đó cái đầm đầm trái cam. Đầm trái cam ha. Trời ơi, đầm trái cam này là 850 đô sale còn cũng gần 400 đô. Thuế nữa nha các bạn, nhớ nha, tiền này còn thuế nữa nha. 850 đô có nghĩa là cái đầm này cũng gần 20 triệu nè. Thấy ghê chưa? Trời ơi, có cái áo Gucci nè, cái áo Gucci này nhiêu đây? 285 sale còn. Trời, cái áo này đâu có sale nhiều đâu, sale có 19% chứ mấy. 4-5 triệu cái áo này nè. Chóng mặt không? Choáng váng. Theo mấy cái đồ hiệu này thôi. Chịu sao nổi. Chay con lại con nắm tay cô ha chay. À, bộ đồ như chị này mặc gì cũng đẹp đó nè. Kêu bằng chị luôn thấy không? Con thấy mày kêu cô bằng chị không? Ừ, cái áo này đẹp ta. Áo này đẹp nè. Áo này size gì đây? Size extra small.
extra small mà sao nó bự dữ vậy trời, bự quá. Cái này phải mặc là Nguyễn Thị Thùng Thình hay sao đây nè, mà 625 đô mà sale là còn có hai là 200 đô cái áo này các bạn. Áo đẹp không? Áo mà sao mà cái này nó làm cái lên cái dạng bự quá, cái dạng quá bự luôn. Cái này là Ngọc mà mặc là tới quá dài xuống ở dưới luôn á, phải chỉ nó ngắn ngắn xuống tới đây. Tại sao tại Ngọc không có cao, ngắn ngắn tới đây được, cao ấy quá ta. Áo này đẹp nè, Ngọc thích cái này nè, đó Ngọc thích cái này nè, thích cái Ngọc mới mua cho chồng một cái áo cũng Kenzo luôn á, large M. Không, cái này mua cho mẹ mặc đẹp nè, này mà mua cho mẹ mặc đẹp nè, mẹ là cái này mà extra large, cái này mẹ mặc vừa không ta, này mẹ mặc vừa đâu chứ phải giỡn đâu nha. Mua cho mẹ cái áo này có lý ạ, cho mẹ chơi là hổ báo trường mẫu giáo luôn ạ. Mà size L hả, mẹ Ngọc thường thường là mặc XL luôn á. L cái áo này mẹ mặc vừa không ta, chắc nó bầu bầu rộng rộng gì chắc mẹ mặc vừa nè. Quốc cho mẹ cái này đi cho mẹ hổ báo luôn nè, quốc cho mẹ cái này đi. Wow, túi sách này hiệu rồi sao sale dữ vậy. Burberry nè các bạn, Black Friday sale nè, là Black Friday sale đó, take an extra 25% off, là cái túi này nè sẽ được giảm giá thêm 25% nữa. Có nghĩa là cái túi này á là cái giá bình thường của nó, để dọc cho các bạn coi, cái giá bình thường của nó đó là 625 đô, mà nó sale còn có 400 đô là mình được giảm giá thêm 25% cái này nữa đó. Còn đó hả, mấy cái túi này nè, mấy túi nỉ nè của Burberry đó, cái túi này có 250. Ủa cái túi này với túi kia khác nhau nào ta, mà sao cái túi kia mắc hơn, túi này 500 mà sale còn 250, thì 250 sale thêm 25% nữa cũng còn cả 200 đô, vòng vòng thuế đồ này kia nữa còn 200 đô một cái. Còn dưới này coi, dưới này là 450, 600 mấy sale nè, đó sát phía top đó. Có được đời không, có được đời không, mẹ đã nói là chưa có trả tiền mà sao ăn. Ồ wow, mấy cái túi này dữ nè, mấy túi này dễ thương nè chay, xem coi túi này nè chay, túi nó mắc cười nè chay. Wow, cái bóp này cũng dễ thương đó nè, đó, hiệu này cũng ngon đó bạn, cũng có lý lắm á. Cái túi này dễ thương nè, túi này trắng trẻo xinh, Moschino này là cũng này của Pháp và của Ý ta, Moschino của Ý làm sao. Ồ, 150 mà sale còn 80-90 đô, là cỡ hơn gì đó, hơn 3 triệu mà sale còn cỡ khoảng 2 triệu nè. Mấy cái này các bạn này thấy đẹp không, lớp Moschino các bạn, hiệu này cũng ngon lành lắm á nè. Mấy cái này là cũng được giảm giá luôn nè, Valentino nè, cái bóp đinh của Valentino đó là cũng được giảm 25% nữa. Rồi coi chị chay của tôi kìa, có được không, mấy cái túi à. Do you have 25% off on this too? No, it's just on the. Oh, just on those. And wallets, but after I. Ngọc hỏi mấy cái túi này có được giảm thêm 25 không, mà cổ nói không, cổ nói chỉ có những cái bóp của Burberry được ngọc giảm. Ngọc hỏi là ủa bóp Burberry đâu, cổ nói là giờ cổ đi vô cổ lấy đem ra. Oh wow, that's nice. Yeah, I would like to see it. Đây nè các bạn, còn đây là những cái túi của Maxi Cup. Trời, cái này cũng dễ thương nè. Mèo đồ này kia nọ không dễ dàng. Đó các bạn, ở đây là chỗ máy bán quần áo nè. Ừ, nói chung là tất cả những thứ liên quan tới Noel. Đó, đồ ngủ nè, dễ thương không? Đồ ngủ đẹp đây, tới đây giày dép nè. Cái giày chỗ này là khu là Sai Ngọc nè. Gì đấy? Gì đây, hiểu gì đây? Ồ, Salvatore Ferragamo nè, cái giày này để đi tuyết nè, để đi mưa nè, là không có ướt nè. Cái đôi này là giá. Okay. Ồ, giày này, ồ, 280 mà sale còn 170 là cỡ 3. Ồ, con cho mẹ không mua hả? Trời, có được không? Thôi mẹ không mua, mẹ không thích cái màu đó. Mẹ không thích, con bỏ lại đi, mẹ không thích màu đó. Trời ơi, nó nói mẹ ơi, cái này là cái đồ mẹ thích mà. Ủa, mẹ thích cái đó nào? It's not my favorite, I don't like it. No, I don't like it, I'm gonna pick something else. Đôi này cũng dễ thương nè, đôi này cho các bạn coi giá luôn ha. Đôi này là 200 đô luôn. Là cả giúp đôi này 10 triệu mà sale còn 4 triệu mấy, 5 triệu. Cái màu này cũng dễ thương nè. Ủa hiệu này hiệu gì mà này, Ngọc không biết là hiệu này cho ta. Kurtwood này là cái hiệu này Ngọc không biết rồi ta. Cái này của Ý luôn nè, Nicolai Kurtwood.
Kết quýt này là gì không biết hiệu này nha. 4-5 triệu đôi đó. Off-white trời, giày này nhìn bảnh trởm vậy. Trời ơi, 1.000 đô mà sao còn 800 là 23 triệu mà sao còn 10 mấy triệu, 15 16 triệu. Đôi này là của Valentino nè. Đôi này là của Jimmy Choo nè. Jimmy Choo mà 850 sao còn sắp mà cũng không có sale nhiều gì mấy các bạn. Không có sale nhiều gì mấy. Giúp làm giúp lồ này của ai đây? Cái đôi này cũng dễ thương, giúp lồ. Giúp Lào. Đó mọi người thấy hôm nay đi chơi lễ rồi này kia không? Trời ơi chay ơi mẹ. Các bạn có thấy cái đôi này cũng hay nè. Đôi này hay không? Hay không? Nhiêu đây? Ồ xe còn 400 đô, 1.500 đô đôi này nha các bạn. Là cỡ chừng 1.500 đô là cỡ chừng hơn 30 mấy triệu. Sale còn 400 đô là 9 triệu. 30 mấy triệu mà sale còn 9 triệu rồi. Ngon á. Cái này cũng Salvatore Ferragamo nè. Sale còn 7 triệu. Jimmy Choo nữa nè. Này là Alexander McQueen nè. Này dễ thương không? Ui cái đôi này quậy 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 à. Để thử đôi này coi. Cái này phải size của mình không vậy? Đây coi giá có mua nổi không nữa nè. 230 đô, size 35, mang biết có đau ngay chỗ này không biết. Mà thấy cái này là thấy quậy nè. Thằng cũng hầm hố thấy không? Để tao mang thử coi. Mang thử coi. Ui chặt quá, chặt ở trên cái mũi này quá. Cái này là phải chừng 35, cái này 35, cái này chừng 36 rưỡi. Không được cái gì nó đau đau ngay chỗ này nữa nè. Là cái đôi này là nó sale. Sale còn là sale mấy? 550 đô là 13 triệu. Sale còn 4 triệu. Thôi cảm ơn chị hai, em cảm ơn chị. Đó, cô này cô đem đồ của Burberry ra này nè. Ok. Wow. What do you mean? It's a credit card holder. Yeah. And there's a black one and a brown one. And just one type. Yeah. One black and one yellow. How much? They're 100 and then 25 off to like 75. Trời ơi, rẻ dữ vậy trời. Wow, good deal, very good deal. But we have extra two that are going to be locked underneath. Okay. If you wanted to think about it, or yeah. You can get it if you want. Yeah, yeah. But I think they'll be on sale through Sunday. Okay, cái này sẽ được giảm giá cho tới ngày Chủ nhật. Là bây giờ, hiện tại bây giờ bên Ngọc đó là ngày thứ tư. Thì cái giá của nó đó là 99 đô, 195 đô một cái. Nhưng mà bây giờ giảm, bây giờ vô đây bác là còn 99 đô là còn 2 triệu á. Hồi bữa là còn là 4 triệu mấy, bây giờ giảm còn 2 triệu đúng không, 2 triệu 3. Bây giờ giảm thêm 25% này nữa là còn 75 đô. Mà thuế nữa là cũng 8 mấy đô. Ông mua hai cái hai màu ha. My friend, I want two. One brown one and one black one. Oh, okay. Yeah. Yeah. Whenever you're ready, it'll be up there. You can strap. Thank you, thank you. Yeah. Bà đó bà nói để bà đem tới cái chỗ tính tiền, bà giữ giùm nó cho Ngọc. Rẻ đó các bạn thấy rẻ không? 200 đô. Ủa, như vậy đó rồi. 200 đô mà sale còn có 75 đô. Burberry luôn. Các bạn, Ngọc nói rẻ là rẻ theo cái món hàng và cũng cái giá trị đó của nó nha các bạn. Thì thường thường là bây giờ là nó là 200 đô mà sale mà còn 75 đô là rẻ đối với cái giá trị rồi đúng không? Sale quá trời sale luôn á. Sale phân nửa, xong rồi còn sale thêm 25% nữa là sale 75% của cái đó luôn á. Quần ông địa này đẹp ha. Sale 75% là nhiều lắm chứ bộ. Rồi, tới cái chỗ quần áo của chay rồi. Trời ơi. Muốn mua nào? Mua cái nào? Từ từ để mẹ kiếm đồ cho chay đã. Mua cho chay áo khoác nha. Áo này gì đây? Hiệu gì đây? Just Kid In hả? Sao mình thấy cái vải không ấm gì chay ơi? À, đồ của chay này. Trời ơi, gọi là treo mấy cái này bán để tôi nó đòi nè. Có được không? Ê, nó nghe nè. Mua này không? Trời, con muốn đòi nữa chứ. À, cái này có lý này chay nè. Cái này để bịt lỗ tay lại cho đừng lạnh quá nè con nè. Cái này là cũng 1 triệu một cái nha các bạn nha. 65 đô mà sale còn 54 đô là sale có mấy chục. Sale có 10 đô, không có sale nhiều gì mấy nè. Có tùy cái các bạn thấy không.
như là cái này là ngọc, như là cái này là ngọc không nói rẻ nè, thấy không, này đâu có sale nhiều đâu rẻ, 1.4 triệu đi mà sale còn 1.2 triệu đâu có gì đâu rẻ, đúng không? Cái nào mà sale nhiều là nó rẻ. Không không, mua một cái một thôi mà mua mấy con này chi vậy, 20 đô con mua chi vậy, 400-500 ngàn con mua chi vậy, thôi mẹ hết tiền rồi, không có tiền đâu mua. Cái áo này thì giảm giá tốt nè các bạn nè, đây nè, cái áo này là Ngọc mua cho chay nè, mà nó run bự, 85 đô mà sale còn 30 đô, là áo này đẹp nè, thấy không đó. Còn cái nón kia nó còn chưa giảm giá nhiều. Trời, mấy đôi giày này dài gì vậy mà còn sale thêm 50% của Black Friday nữa. Lần đây là bán gì đây, mấy cái áo đầm, áo đồ giờ này lạnh ngắt luôn, lấy gì áo đầm. Sao tự nhiên giờ này đi lấy mấy cái áo đầm này ra, lấy mấy áo đầm ra bán hả trời. Áo này cũng được nè, áo này cũng có lý nè, áo này có lý nè chay, ít mà có đồ hiệu luôn nè cô chú nè. Cái quần này là quần Fendi nè, trời, cái quần này là cỡ ngọc mang luôn á, chứ còn là nít nào. Cái quần này là mắc lắm luôn á, đảm bảo luôn cô gia. Để coi cô chú coi giá nha. Cái quần này á là 700, là cỡ chừng 16 triệu mà sale còn 300 đô là cỡ chừng 7-8 triệu á, quần Fendi này nè, quần nít đó. Ủa làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Trời ơi, còn phủi tay nữa làm gì vậy? Cái gì tự nhiên lấy mới quần áo vậy? Mua cho ai vậy? Ủa mua cho chay hả? Trời ơi, tự bỏ đồ vô luôn, trời ơi. Trời, các bạn có bán giỏ LV trong này nữa nè các bạn. Wow, mà những cái giỏ này là vintage, có nghĩa là cái dạng thiết kế của nó như ngày xưa ấy, chứ không phải là thiết kế mới bây giờ. Wow, 1.500 một cái nè. Mà này là không có giảm giá rồi, 1.200, 1.300 đồ này kia. Những cái giỏ mà được trưng trong cái tủ này á, chắc là mắc tiền hơn nên được trưng trong tủ. Ủa, cũng 1.700 cái giỏ này nè. Giỏ này cũng kiểu xưa nè, 1.800 cái này nên được trưng trong tủ nè. Ồ, hồi nào giờ Ngọc không có tới mấy cái chỗ này nha, sao mà được cất ở trong tủ hết vậy. À, có những cái mắt kiến nè. Mắt kiến này dữ không? Giỏ nhỏ nhỏ, bóp Prada nè. Bóp Prada này 23 triệu mà sale còn 8 triệu. Phải không ta? Không, 700 đô là 16 triệu chứ 8 triệu gì. Ồ, cái đồng hồ dễ thương nè. Ồ, có cái bóp, có bóp của Valentino luôn. Cái giỏ này á hả, 900 đô là gần 20 triệu, giảm còn 8-9 triệu. Coi được không, coi được không? Trời ơi, coi cái tầng trên của tôi còn tầng dưới của nó phiêu ao quá trời đồ chơi luôn. Ủa, rồi tiền đâu mẹ mua? Ủa, mẹ đâu có tiền đâu, mua nhiều dữ rồi chay. Hả? Hết tiền rồi. Mẹ mua đồ ở trên xong là hết tiền luôn á. Rồi bây giờ con bỏ đồ chơi lại cho mẹ nha. Sao không? Phải dạ mẹ chứ không có được nói không. Mấy cái này là có rồi nè, tự nhiên đi mua con cá đây làm gì? Con cá này vô lý nè. Trời, mà con làm gì con mua hai con cá dữ vậy? Hai con cá làm gì mua hai con dữ vậy? Rồi đem cất lại cho mẹ đi. Mua được cho nó nguyên cái bộ đồ này để mặc Christmas. Không phải mặc Christmas mà mặc từ giờ cho tới Noel á, cho nó có không khí một chút. Rồi này ấm tối ngủ ấm. Cái size. Tiếp theo nó được cái đầm này nè cô chú. Cái đầm này nè. Để mặc cho nó có không khí Noel. Let's get the other eye. Này thì cái áo, mặc bình thường thôi mà cũng có không khí Noel chút. Đây nè, hàng trước là có cái bông nè. Okay. You want glasses? Một cái quần màu đỏ. Bùn màu đỏ cũng có không khí Noel. Mua thêm cho nó một mớ dớ dớ ăn được mất hết, không biết ở đâu nữa, nhỏ xíu mà. Rồi cái này nó tự chọn nè. Đây nè, chay tự chọn áo này nè. Nó nói là cái áo này có con chó là nên thích nên tự chọn áo này nè. Chay đi. Daddy, she picked her own shirt. This wow. Daddy. Wow. Bà 3 tuổi mà bà chọn 5 tuổi. Mà Ngọc nói thôi kệ nó, mặc luôn đi, kệ nó. There's the glasses. 3 tuổi mà chọn 5 tuổi. All right, let's go to the next one. Okay baby, can you give me that back? Rồi còn ở đây là một hành lý đồ tiếp theo của chay nữa nè. Người ta bỏ vô cái mình đó, tại vì ngoài trời mưa okay. Nên là người ta bỏ vô mình cho đồ mình đừng có ướt đó. You got it? Okay. Nó rẻ không thể tưởng nổi luôn á. Cái đầm này nè, người mua cái đầm này cho chay nè. Cô chú biết nhiêu tiền không? Sale quá là 54 đô là 1.3 triệu. Sale rồi á là còn 15 đô
từ cái 15 đô này sale thêm 40% của 15 đô này nữa là còn có 8 đô cái áo này. Là cỡ chừng 160-170 ngàn mà đẹp dễ sợ. Màu đẹp, màu xinh tươi. Để đâu đây? Đẹp rẻ ghê luôn á. Ok. Không, sale còn có 8 đô cái. Còn cái này là cái áo khoác cho nó. Mua cho nó cái áo khoác này nè. Đó, xem. Áo khoác mình còn nhiều loại tại vì có ngày lạnh có ngày không lạnh. Không phải là không lạnh mà lạnh ít tịnh nhiều á, nên là lạnh nhiều thì mình mặc áo dày, còn mà lạnh ít thì mình mặc áo nhặt mỏng mỏng một chút. Mà cái áo này là mưa hay là tuyết rồi thì cũng không ướt vô nè. Okay. Cái áo này á là 40 đô, sale còn 25 đô là có chừng 900 ngàn, sale còn 500. Từ 500 mà từ 25 đô mà sale thêm 40% nữa là còn có 10 mấy đô cái áo này. Đó, đẹp không? Rồi còn áo này của Ngọc. Ngọc mới mua áo này không có sale. Áo này là của Apollo. Ngọc thích Apollo tại vì nó nhiều màu sắc đó. Ngọc là Ngọc màu mèo quá là hẹ. Bạn thấy cái quần Ngọc đang mặc. Coi quần Ngọc đang mặc nè. Ít có hoa hẹ lắm. Đây là Ngọc thích cái áo này. Có cái size extra small là size của Ngọc luôn. Nên là Ngọc thích cái áo này. Ngọc mua áo này thì không có sale. Cái áo này là các bạn với giá nhiều không? Ngọc nói giá thôi nha chứ không phải là phe của Ngọc. Put it on the next giá cái là kêu pha cũ khổ lắm. Cái giá này đó là chưa sale cái áo này mắc dễ sợ. Chưa sale là 298 đô là gần 300 đô cái áo này nó mắc dễ không? Trời ơi cái áo này 300 đô tiền đâu mua ai mua? 300 đô có chừng 7 triệu cái áo này. No. Mà sale rồi đó là sale phân nửa được sale phân nửa. Sale còn 140 đô là 139 đô 99 này là 140 đô. Thuế vô nữa đó là thành gần 150 đô cái này á. Gần 150 đô cái áo này đó là cỡ chừng 3 triệu mấy. Ngọc đứng một suy nghĩ á. Đứng suy nghĩ nó có nên mua áo này không ta? Trăm mấy đô, 150, gần 150 đô cái áo này cứ đứng suy nghĩ có nên mua mà Ngọc thích quá. Thích cái màu đó quá. Show the camera. Show the camera. Nên là thôi mua luôn. Đó là cỡ chừng 3 triệu cái áo này đó các bạn. Thôi kệ đi. Nhưng mà nha, Ngọc không thích cái polo có một cái chỗ này nè. Hồi bữa Ngọc có cái áo polo á, nếu mà cái nỉ của nó mà bị xúc ra một cái là nó bị xúc hết cái đường luôn, là hư cái áo luôn á. Nên là không có thích polo là cái kiểu đó thôi. Chứ còn mà polo thiết kế đồ đẹp chứ bộ. Okay, I'll let you do this one by yourself, okay? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là Ngọc. Oh, you wanna play? Hello, we gotta pick an eye first, cái áo này là sale còn có 30 đồng, sale còn 30 đồng mà 40% của 30 đồng thành áo này còn có 10 mấy đô. Áo của chay nè, áo 10 mấy đô là chừng 400 tiền, chưa 400 ngàn cái áo. No, it's upside down. Còn cái áo này á rất là nhẹ luôn các bạn. Hai cái áo các bạn nhìn nó cùng là áo ấm nhưng mà nó sẽ có cái khác nhau tại vì cái giá này nó nặng hơn. Nếu mà lạnh á thì mình mặc cái áo này hơn, còn mà ít lạnh á thì mặc cái áo này mà chay mặc cái áo này đẹp lắm. Nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, rồi nó ôm sát vô trong người. Cái áo này á là cũng 30 đô thì xe cũng còn mười mấy đô à, mà nó nhẹ cực kỳ luôn. Còn đây là cũng là một cái áo khoác khác, cái dạng áo khoác mà có bông bông á. Cái áo này nhiều hơn rồi. Ngọc lúc mà Ngọc mua Ngọc không nghĩ là nó sẽ giảm thêm 40% nữa, Ngọc không có để ý. Ngọc chỉ thấy cái khác màu đỏ, Ngọc nhìn vô cái giá màu đỏ thì mới ok mua được, chứ Ngọc không có nghĩ là giảm thêm 40% luôn á. Áo này nhiêu hồi nãy Ngọc gỡ ra rồi. Cái áo này hình như là cũng cho cái áo này cũng 400-500 ngàn cái áo này. Đó. Rồi á, mua cái đầm cho mẹ nè. Đây, mua cái đầm này cho mẹ đây. Baby, I bought this for my mom. Oh, okay. Mua cái áo này cho mẹ nè. Are you calling her a tiger mom? Ngọc nói chồng Ngọc là Ngọc mua cái áo này cho mẹ. That's very hip hop for of your mom. Mẹ anh chị chồng cũng nói cho mua chơi em cho mua cho mẹ cái áo hip hop dữ à. Nice. Chạy đi. Lâu lâu cũng hổ báo chừng mẫu giáo mẹ là hổ báo của gia đình. Mà. You are a very young choy. Chồng Ngọc nói Ngọc dân chơi quá. There was an extra small but I'm like it's so loose. I yeah. bought it. So I bought it for my mom. Hy vọng. That's exactly what. Uh-oh. Trời đất ơi có được không? It got the security tag still on it. Có được không? So you have to take it back to the store and have them remove it. And you got to bring her a receipt because they'll think you stole it. Chán ghê luôn á. You get your receipt. Không gỡ cái này ra cho anh ta nè. Có được không? Baby, can you get my purse? Rồi tôi không biết là cái receipt tụi con để qua tôi giục nữa. Bực bởi ghê, không có thời gian. Yeah, they'll think you lifted it from the store and then. Không có thời gian mà chơi cái kiểu đó nữa.
con receipt, ok, giữ được. Mai còn cực không? Cực không? Rồi cứ chạy tới đó, đừng có tiếng đồng hồ. Rồi phải vô đứng xếp hàng để gỡ cho cái này ra. Rồi đi về thêm nửa tiếng đồng hồ, mất hết tiếng đồng hồ đã không có thời gian rồi mà còn chơi kiểu đó. Được đời thiệt chứ. Đó là hôm nay là đi shopping là mua được mới đó cô chú à. Còn mua được bình nước mới cho chay thế nè. Chay, uống bình nước mới cho cô chú coi coi coi. Uống cho cô chú coi. Đó, mua được bình nước mới, bình nước hình con flamingo. That means we got to get rid of our old ones. Yeah. We have a lot of old ones that are very used. Rồi thôi đó, cái video clip hôm nay đi shopping quay sơ sơ cho mọi người coi cái giá đồ hàng shopping ở Mỹ. Cái tiệm mà Ngọc shopping nó thật sự cũng không phải là đồ rẻ. Các bạn thấy nãy giờ Ngọc quay giá cho các bạn coi, không phải là đồ rẻ. Đồ nó giống như là cũng trung vậy đó. Mà nếu mà nói mà cực kỳ mắc thì không phải mắc, là tại vì nó sale xuống hết rồi. Nói chung nó cũng sale cỡ 20-30% nào hết rồi, nên là nó không có tới cực kỳ mắc như mấy cái shop kia. Còn mà nếu mà nó rẻ thì nó không có rẻ, trung bình thường vậy đó. Rồi thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ngọc sẽ tiếp tục đi quay những cái video clip về ngày Black Friday đồ này kia cho các bạn cùng xem. Ngày mai chồng có được nghỉ, ngày mai là Thanksgiving các bạn. Ngày mai sẽ có video về Thanksgiving cho các bạn cùng xem. Hôm nay là đi shopping sơ sơ gì cho mọi người coi. Còn hai cái còn ba cái bóp Burberry luôn. Baby, the gumbo. Yeah. Out in the cart there is still more stuff. Oh, more things for me to. I didn't know. I didn't in front of JD's seat, right? Ngọc cái hũ kẹo xin gum của chị Ngọc mua cho nó. Ngọc bỏ ba cái bóp đó vô. Ngọc nãy quay phim là Ngọc tính mua hai cái đúng không? Rồi xong Ngọc ra Ngọc mua thêm cái nữa là ba cái. This is. She said this is right. Cái thời điểm mà cái thời điểm mà cái mùa này là cái mùa là shopping rất là tốt để được mua được đồ giảm giá để tặng đồ cho Noel đó các bạn. Go, rất là tốt. Car, bây giờ ba chồng đi, chồng Ngọc anh sẽ đi ra ngoài lấy giùm cho Ngọc, bởi vì baby just get whatever inside the bag, not the gumbo. Ok. You didn't even have to say it. Yeah. Ngọc nói là chồng Ngọc đó, lấy cái ba cái bóp vô thôi chứ đừng có lấy kẹo, lấy vô nó ăn nó căng mệt. Thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Bấm like cho cái video, comment cho cái video. Nếu mà mọi người muốn xem nhiều cái video clip về shopping, Ngọc sẽ đi quay cho mọi người cùng xem. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Mới về nấu bắt nồi cơm nấu rồi chiên cái gì bậy bạ lên ăn rồi xong bữa ăn thôi. Chứ nay đi shopping cả ngày và đâu thời gian đâu nấu ăn. Rồi, chào tạm biệt cô chú đi chay. Chào tạm biệt cô chú đi chay. Mommy, I think it's ice. Bây giờ con chào tạm biệt cô chú cho mẹ. Chào tạm biệt cô chú. Có được đời không?